Sau phụ kiện Minh Thảo PCB, em xin được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay, em xin được tổng hợp lại tất cả những mẫu kính ngắm Discovery hiện tại đang có bán tại cửa hàng bên shop. Phải nói rằng là dòng Discovery này sẽ trải dài ở tất cả những phân khúc, từ phân khúc giá rẻ tiền cho những phân khúc giá cao tiền, hay là những mẫu kính ngắm mini nhỏ gọn để cho anh em chơi gần đầy đủ tất cả thông số. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái video tổng hợp lại để cho anh em cùng xem tham khảo. Nếu như các bác nào mà đang quan tâm về dòng sản phẩm kính ngắm Discovery, mẫu kính ngắm đầu tiên là mẫu kính ngắm Discovery giá rẻ nhất hiện tại bên em đang bán, có giá là 750.000 đồng. Các bác chú ý nhé, khi các bác mua hàng thì sẽ được bóc hàng ra kiểm tra hàng, đúng sản phẩm thì mới phải thanh toán trả tiền. Mỗi đơn hàng thì em trong này chân kính, các bác chú ý nhé, chân kính thì lúc nào cũng có đi sẵn kèm theo kính luôn. Đấy, sẵn thì đi kèm theo kính luôn, chân kính. Cái mẫu kính ngắm đầu tiên là mẫu kính ngắm Discovery 3-9 nhân cho 40, nhìn nó rất là đơn giản. Anh em chơi với cái giá tiền anh em bỏ ra chỉ là 750.000 đồng thôi, thì các bác chơi cái hiệu năng của nó anh em nhận được đó chính là sự sắc nét của nhà Discovery. Tầm nhìn rộng các bác nhá, tầm nhìn rộng. Nếu như em xin nhắc lại, nếu như các bác nào không biết thì tất cả những mẫu kính ngắm của nhà Discovery, người ta thường thường làm cho cái kính ngắm, cái kính này, mặt kính này nó lồi ra một chút để tạo cái cảm giác góc nhìn nó cực kỳ là rộng ở tất cả các phân khúc kính ngắm, kể cả những cái thằng kính ngắm như cái thằng giá rẻ này. Đấy. Mẫu này thì là mẫu tâm dây các bác nhá, tâm dây. Em sẽ thử quay cho tất cả mọi người. Cảm giác nhìn của dòng Discovery, cái góc này này, đấy, cái bề mặt này này rất là rộng luôn các bác nhé. Đó. Ở trong phân khúc giá rẻ tiền thì có một vài những cái thông số khác nữa, ví dụ như dòng thông số 3-9 nhân cho 40 AC có đèn hồng tâm. Con này nếu như các bác nào muốn chơi đèn hồng tâm thì các bác chỉ cần bỏ thêm 100.000 nữa. Cái mẫu này trị giá là 850.000 đồng các bác nhé, bên em bán lẻ là 850.000 đồng. Cái mẫu 3-9 nhân 40 AC này nó sẽ giống y xì cái con em vừa quay, chỉ khác duy nhất là con này có đèn hồng tâm các bác nhé. 850. Một mẫu kính khác làm mưa làm gió ở trên thị trường PCP Việt Nam vài năm trở lại đây, mẫu kính ngắm Discovery VTR 4-16 nhân cho 42. Ngày xưa nó là bản AOE, bây giờ thì người ta làm bản nâng cấp là AOAC, viết ở phần đuôi này các bác nhá. Viết ở phần đuôi. Mẫu kính ngắm này thì vẫn là một trong những cái mẫu kính ngắm giá rẻ tiền mà anh em được sử dụng, các bác chơi nhiều nhất. Cái mẫu này hiện tại bên em đang bán có giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng bao ship đến tận tay anh em nhá. 1 triệu đồng bao ship. Đấy. Về tất cả mọi thứ, về chiều dài, kích thước cũng như là cái độ sắc nét phụ kiện đi kèm, con này nó thuộc dạng là đầy đủ hết mọi người nhá. Giá 1 triệu một cái. Bắt led các thứ thì các bác xoay ở đầu. Hơn nữa thì hiện tại thì cái phần bản nâng cấp thì nó sẽ có thêm những cái ổ cài đạn ở đây. Đây. Em sẽ thử cài đạn. Đạn 5.5 nhá. Đạn 5.5 được này. Đạn 635 được luôn. Đấy. Đạn 5.5 và 635. Đây em nhét các bác nhìn nhé. Trong này nó có sẽ có một cái răng nó mút.
Do ngón mút ở đây. Xem 4.5 nó có vừa không? Bốn chấm năm thì lỏng nhá mọi người, chú ý đây là cái này thì lỗ này nhét được 5.5 và 6.35 đó. Có đèn hồng tâm, còn tâm thì là tâm dây rồi, cái này không phải nói nữa rồi, anh em bỏ ra tầm tiền này thì hầu hết là tâm dây thôi. Đèn hồng tâm xanh và đỏ. Cái mẫu này thì nó có một cái mẫu thông số nhỏ hơn là 3-9 nhân, em xin lỗi các bác, 3-12 nhân cho 42 AOC em bán là 9.5 nữa nhá. Nhưng mà ở đây em không bày. Nhưng mà ở đây em không bày, nhiều kính quá rồi em không bày. Tiếp đến là sản phẩm kính ngắm mili. Sản phẩm kính ngắm mili thì ở trong phân khúc này thì em có hai cái bán chạy nhất ở trong tầm phân khúc giá khoảng độ 1.5 triệu thì em có kính Discovery VT1 mili, thông số của nó là 1.5-6 nhân cho 20 ME, một mẫu kính ngắm chuyên để cho các bác bắn gần, các bác bắn khoảng độ 70 mét đổ lại quay đầu thôi. Cái mẫu này anh em có thể chơi được từ 5 mét, anh em nhìn các bác hình dung nhé, các bác nhìn trong vật từ 5 mét cho đến tầm độ 70 mét, các bác chỉ cần phải zoom này thôi chứ không cần phải bắt led, bởi vì con này là nó tự động lấy led rồi. Đây, xoay từ một đến các thứ đây. Con này rất là nét luôn. Zoom vào như này mà bắn thôi. Chứ zoom vào bắn thôi. Tầm độ 5 mét trở lại. À em xin lỗi các bác, 5 mét đến 70 mét các bác chỉ việc zoom mà bắn thôi. Tại vì con này là dành cho bác nào bắn gần. Và những các bác nào mà chơi gia đốt này, những bác nào mà đang chơi laser này, các anh em sử dụng cái con này thì anh em không cần phải chơi sử dụng hai cái đó nữa. Bởi vì cái mẫu này thì bắn ngắm nhanh, vừa ngắm nhanh lại vừa anh em không cần phải bắt led nữa. Mẫu này cũng có đèn hồng tâm nhé các bác nhé, có đèn hồng tâm nhưng mà đây em chưa lắp pin. Mẫu này là 1.350.000 đồng. Các bác nào mà thích màu mè hơn thì các bác sử dụng con Discovery VKG này cũng được, là rất là nhiều những chức năng đi kèm, chức năng phụ đi kèm. Ví dụ để em kể tên nhé, để em kể tên ra thì nó sẽ bao gồm này, căn góc này, Livo cân bằng này, cài đạn ở đây, rất là nhiều chức năng, có đèn hồng tâm, các thứ. Tâm của con này bây giờ đã được tinh chỉnh lại. Ngày xưa cái mẫu kính ngắm này tâm của nó là loại tâm thưa, nhưng bây giờ thì làm hết giống như tâm của dòng tâm dây của Discovery, giờ người ta làm hết như này. 1.500.000 đồng. Phiên bản nâng cấp hơn của dòng kính ngắm VKG. VKG bản full, mẫu này thì là mẫu kính ngắm chống rung nhảy tâm, chống nhảy tâm thân kính như là thân kính 30 này. Thân kính 30 này, tâm này là tâm số, tâm góc kính này, phiên bản nâng cấp chống va đập, chống nước, full chức năng, Livo cân bằng căn góc. Chống va đập rất là tốt, cái mẫu kính ngắm này anh em sử dụng rất là nhiều. Bên shop đang bán có giá là 1.900.000 đồng, nâng cấp so với cái phiên bản em vừa quay cho tất cả mọi người đấy. Mẫu này thì là tâm của nó sẽ là như này, rất là đẹp. Em sẽ bật đèn hồng tâm lên này. Đấy, các bác thấy đẹp chưa? Đó. 1.900.000. Đó là những cái dòng kính ngắm mili ngắn gọn. Còn anh em làm tiếp tục nhá, VTZ. Rất là nhiều kính ngắm em sẽ giới thiệu nhanh cho mọi người để mọi người cùng xem, để mọi người nhìn cái mẫu mã sản phẩm. Còn anh em là muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể của từng sản phẩm nào thì mọi người gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em bằng hai cái số điện thoại em để trên màn hình kia. Mẫu kính ngắm tiếp theo VTZ 4-16 nhân cho 40. Con này là 1.800.000 các bác nhá, VTZ. Tâm của nó đây. Quay này không thể nào mà led được đâu.
và nhanh quay vội như này. Anh em các bác hình dung nhìn trên ảnh kính đấy. 1.800.000. Cái mẫu sản phẩm kính nhắm tiếp theo. 1.900.000. 1.900.000 các bác nhá, Discovery EFP. Con này là 1.900.000. Thân kính 30. Cấu hình thì nhìn ở bên ngoài thì hình dáng là cực kỳ là khỏe khoắn. Ốc chống nhảy tâm người ta làm ở phía bên ngoài. Kính ngắm chống nhảy tâm. Tâm số tâm khắc kính. Ngắm HS các bác nhé. Mẫu này em đang bán cơ giá là 2.400.000 cho anh em nào đang muốn mua. 2.400.000 các bác nhé. HS 2.400.000 cầm rất chi là đầm chắc. Rất là đẹp. Tâm số tâm khắc kính. Đó. ED mili các bác nhé. Kính ED 1.6 x 24. Mẫu kính ngắm mili phân khúc cao. Em bán giá là 2.600.000. Mẫu này các bác có thể bắn được 80m, 100m các bác nhá. Độ zoom của nó mặc dù là 1.6 nhưng mà em cảm giác nhìn rất là xa, xa hơn so với những cái thông số nhỏ như bình thường. Tâm của nó sẽ là như thế này này các bác này. Tâm như này nha các bác nhé. 2.600.000. Cuối cùng. Discovery HD 3-12x44 SFIG các bác nhé. Mẫu loại là mẫu đắt nhất của nhà Discovery hiện tại đang bán. Một mẫu kính ngắm ngắn gọn, chơi được xa, đầy đủ tất cả chức năng. Rất là led các bác nhé. Tâm kính đây. Có đèn hồng tâm. Có đèn hồng tâm luôn. 2.800.000 mẫu này. Đó, vừa rồi thì là toàn bộ những mẫu kính ngắm Discovery hiện tại nó bán tại cửa hàng bên Sốt, là bán chạy nhất ở trên thị trường. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ đặt hàng cho em bằng hai số điện thoại kia. Mọi người mua hàng thì phép được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Video của em xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.